Em lại chào tất cả các bác anh em mình nhé. Có nhiều bác bảo lan bây giờ là không có giá trị gì, nên nhiều bác là có những lời nói, cử chỉ, hành động. Có những bác thì rất quý. Đấy, ở trên cuộc sống này, trong cuộc sống này nó có muôn hình, muôn nẻ. Thực ra đối với cây hoa lan thì nó là một cái thú vui chơi, tao nhã. Tất cả các loại hoa từ xưa đến giờ thì những người đam mê, người ta chơi tất cả. Những cái bông hoa người ta thích hay là những cái cây hoa gì đó người ta thích, người ta chơi sưu tầm thôi. Còn đối với những người mà không đam mê thật sự, họ không thích thì họ thấy là không có giá trị gì. Có những cây mọc vài trăm triệu, vài tỷ thì đối với những người mà người ta không thích thì người ta cũng cho là không có giá trị gì. Đó, hay là cây hoa hồng hay là những cây cảnh, cây bonsai cũng thế thôi. Thì đối với những người mà chơi lan thì đó lại mang một cái giá trị cho những người chơi lan là vui. Thứ nhất là vui, hạnh phúc. Và thứ hai nữa là giúp cho con người ta giảm đi một cái sợ chết gì đó sau những cái ngày lao động mệt nhọc vất vả, là những người đam mê thật sự. Còn nói về hoa lan thì những người mà không đam mê thì cho không người ta, người ta cũng không thích. Người ta cũng không biết gì về lan, và người ta cũng không biết chăm sóc và trồng, thì nó gọi là chết phí. Thực sự như vậy. Thì còn những các bác mà đam mê thì rất là quý, sưu tầm những các mặt bông hoa vân vân và vân vân để chơi thoải mái niềm đam mê của mình. Thực tế nó là như vậy các bạn. Còn đối với các bác mà không thích hoa lan hay là thích hoa lan nhưng mà không có tiền để mua, thì nói những câu tiêu cực là lan cho cá, cho bò vân vân ăn nọ kia. Thực sự nó là như vậy. Còn thực sự là lan là ngày xưa thì nó sốt ảo các bạn. Thì đối với những lòng tham của những người đầu tư vào thì mất trắng. Có những người mất nhà, mất cửa, mất xe, mất cổ vân vân và vân vân, mất đất, mất đai. Thì nó là xảy ra rồi. Tất cả cũng như chứng khoán đó. Thì hôm nay thì nói nôm na các bác hiểu thôi. Hôm nay chia sẻ cho các bác nhà mình là một số kỳ và các mặt bông đẹp cho các bác sưu tầm. Giá cả hợp lý, bác nào mua được thì alo cho em. Còn đây là một cái chậu năm trắng 3 mũi rất là đẹp. Ở trên này nó có rất là nhiều kỳ. Đấy, ngày xưa nó cũng rất là giá trị và một thời tiền tỷ luôn. Đấy, bạch tuyết chỉ là đàn em út thôi. Và cái bông này thì thực sự rất là đẹp. Đấy, ở đây kỳ chín thần các bác này. Ngày xưa nói thật với các bác là nếu mà đắt quá một cái mắt ngủ không sót, không sót luôn. Đây nó có bông hoa tàn rồi các bạn. Đấy, hoa tàn. Một cái bông ba mũi rất là đẹp. Kỳ thì rất là khỏe luôn. Đó, kỳ này thì chia sẻ cho các bác nhà mình là 300 nghìn một kỳ cho các bác sưu tầm nhé. Đấy, kỳ rất to luôn. Cái bông ba mũi này rất là đẹp. Ở đây em có rất là nhiều kỳ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kỳ. Hoa nó tàn rồi các bạn. Đây. Đấy. Hoa nó tàn rồi. Rất là đẹp. Còn bông thực tế của nó thì nó đẹp lắm các bạn, mũi trắng tinh nhá. Đấy, nên nó gọi bông ba mũi này. Hoa rất là đẹp. Đó. Nếu mà để nhìn hoa thực tế là nó đẹp lắm các bạn. Phê luôn. Đó, đây, cái bông này nó rất là phê luôn. Đấy. Lúc đầu nở càng đẹp ba mũi. Rất giá trị trong những cái thời gian những năm qua. Đấy, bây giờ nó tàn rồi. Thì hôm nay chia sẻ cho các bác nhà mình là yêu thương. Đây, 300 nghìn một kỳ. Đấy, bác nào sưu tầm thì lấy nha. Thì ở đây em quay kỳ luôn. Đây này, 1 kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ, 4 kỳ, 5 kỳ, 6 kỳ, 7 kỳ, 8 kỳ. Và có 3 mầm gốc, bác nào lấy thì lấy nha. Rất đẹp. 5 cánh trắng 3 mũi. Đấy, hoa thì nó tàn mất rồi. Những cái bông này mang tính chất sưu tầm, nó rất đẹp. Các bác nhìn kỹ này. Đó, rất đẹp. Rất đẹp nhá. Nó nở bói mà.
Nhưng bông thực tế của nó rất đẹp, 300.000 kỳ, bác nào lấy thì alo cho em. Giá yêu thương rẻ, nó khuế về các bác trồng lấy. Và cái này thì đóng vào hộp thì nó đỡ tiền ship nhé. Đấy, hoa thì đẳng cấp, trong thật đẳng cấp. Đó, rất đẳng cấp luôn. Và hôm nay thì em chia sẻ cho các bác nhà mình vài món hàng. Thì đây là những cái chậu mới kỳ huyết hạt. Các bác, hôm nay em chia sẻ cho các bác nhà mình là 250.000. À xin lỗi các bác, 150.000 2 kỳ. Đây là hình 1, hình 2, hình 3. Hình 3 này là 3 kỳ, cũng là 150.000. À, 3 kỳ này nhỏ hơn nữa, đây có 3 hình, đồng giá là 150.000 một cặp. Hoa huyết hạt thì rất là đẹp. Nó nở đi nở lại cũng vẫn rất là phê luôn các bác nhé. Chia sẻ yêu thương. Bác nào mà sưu tầm thật sự thì lấy nhé. Đó, hoa nó rất là đẹp. Bông của nó cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác này. Đó, huyết hạt rất đẹp. À, chia sẻ là 150.000 2 kỳ. Đó, 150.000, 150.000. Tiếp tục. Ở đây là bầu. Cái bầu trung kia này thì nó đẳng cấp rồi. Đấy, rất đẹp. Hoa của nó phê luôn các bạn. Đấy, chia sẻ cho các bác nhà mình luôn. 100.000 một kỳ. Cái này hàng mang tính chất sưu tầm các bác nhé. Cái này nó không có nhiều trên thị trường đâu. Ngày xưa thì nó cũng có ít thôi. Nó bắt đầu đồ xô lan va thì bó quyền nó. Như bây giờ thì người chơi người ta chơi với cái giá thị trực thực 100.000 một kỳ. Còn nói thật với các bác anh em mình là nếu các bác mà mua 100.000 cái giò cao đình chắc chả có đâu, vì cái loại này không có đâu. Đấy thì ở đây là có một kỳ 100.000. Thôi bây giờ là bán yêu thương cho các bác đi, cho các bác dễ mua. 2 kỳ lấy các bác 150.000. Số 1, số 2 150.000, số 3 150.000. Đó, số 4 150.000. Đó, số 4 150.000 cho nhanh. Và số 5 thì là 2 kỳ nhỏ và 5 kỳ bầu cánh mai, cánh sen. Đấy, thì lấy các bác 200.000. Đây, hoa này nó đẹp lắm các bạn, bầu cánh sen này cực kỳ phê luôn các bác nhé. Bầu cánh sen rất đẹp, chia sẻ yêu thương cho các bác. Đây, quá đẹp luôn. Đó, từ đây là nó có 5 kỳ bầu cánh sen và 2 kỳ bầu trung kiên, để cho các bác mình là 200.000 nhé. Đấy, bác nào lấy thì ú em. Còn à, tiếp tục chia sẻ cho các bác nhà mình mấy cây đẹp. Một cây gấu trúc quá đẹp, 52 53 rồi, một thân. Đấy, gấu trúc nhá. Cây này nó bị mất đọt rồi nhưng khỏe đẹp. Đó, chia sẻ cho các bác nhà mình cây gấu trúc này là 400.000 nhé. Quá yêu thương luôn. Đây các bác nhìn gang tay này. 1, 2. Cây này 40 cm. Cái mầm này 20 cm. Cái mầm to này hơn 40 cm. Bông gấu trúc rất đẹp, rất hot trong những thời gian qua. Đấy, bác nào lấy thì lấy nhé. Đấy, đây là một con báo duy đang nổ, sắp nở rồi. Bác nào lấy con báo duy này em lấy đang nổ nhé, 900.000. Đấy, tiếp theo ở đây còn một con báo duy nữa. Số 1 500, số 2 500. Kỳ Vĩnh Khang Bế này, lấy các bác 500. Một kỳ duy nhất. Đó, và Phụng Tiên, 6 mắt Phụng Tiên thì lấy các bác kỳ này 150. Kỳ này 250. Đó, ở đây là còn một chậu hoa đào mùa hạ, lấy các bác 300.
300.000 là cho các bác sưu tầm nhé. Hoa đào mùa hạ rất đẹp. Nếu các bác mà không chơi cái bông này hơi phí. Thật sự 300.000. Đó, hoa rất đẹp. Đấy. Còn ở đây một cái kỳ không tên này chia sẻ cho các bác mình 300. Đấy. Còn chia sẻ tiếp cho các bác nhà mình mới cái cây hồng. Rất đẹp. Thế hồng hạc, một trong những cái bông nó cực kỳ đẹp. Lấy các bác là 300.000. Giống này vẫn đắt. Số 1, số 2 cũng là 300. Đó, và số 3 cây này là lấy các bác là 450. Đó. 450. Đấy, bác nào lấy thì ú em nhé. Còn một chậu 5 ánh trắng hay còn gọi là Mitsu Minh Phát thì cái chậu này lấy các bác là 500 nhé. Hôm nay lấy các bác 400. Đấy. Còn kỳ phù hoa này chia sẻ cho các bác nhà mình là 1.800.000. Vua hồng phù hoa nhé. Cây này to lắm, 1.800.000. Bác nào mà đủ điều kiện kinh tế để lấy nhé. Đấy. Và ở đây còn mít Văn Sơn là 150.000 một cặp. Đấy, bác nào lấy thì ú em. Và em xin chào tất cả các bác nhà mình nhé.